Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã đến kiểm tra công tác xét duyệt tiêu chuẩn nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025 tại huyện Nhân Trạch. Tại hội nghị, đại diện Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn trên địa bàn huyện báo cáo phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ. Thông qua từng loại danh sách, việc xét duyệt nhằm tuyển chọn công dân có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, văn hóa, sức khỏe để gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2025. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025 đạt chất lượng tốt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện tiếp tục tổ chức giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những nội dung, văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân, không để người vi phạm pháp luật vào phục vụ trong quân đội và công an nhân dân, kiên quyết xử lý nghiêm những công dân né tránh thi hành nghĩa vụ quân sự.